Cứ găng lên, găng ra. Tiếp xúc đại biểu quốc hội mà không cho cử tri vào thì không biết đại biểu quốc hội tiếp xúc là ai này. Đấy, dân không được vào, bức xúc căng băng rôn ra đây để coi như là thì coi như là cũng cản trở. Đó. Đây là tiếp xúc đại biểu quốc hội mà cử tri thì không một người nào được vào nha. Cử tri không một người được vào hết. Đó. Cho nên là an ninh thì đứng đen hết ở đây ra, mà dân thì coi như là bị cản trở hết, không người nào được vào để tiếp xúc với những cái vị dân cử mà mình bầu ra để truyền tải thông tin lời nói của dân, bức xúc của dân ra quốc hội thì coi như là bị ngăn chặn hết ngay từ đầu luôn. Người ta có mưu đồ luôn nhá. Đó. Công an an ninh là không có cho ai vào hết. Đó. Tức là đại biểu quốc hội là tiếp xúc với lại ai đây không hiểu nữa. Dân thì không được vào. Chung cư thì bỏ trong. Chỉ biết cấp đất cấp nhà và bán cho chủ đầu tư à. Đất tận 200 ngàn mét vuông. Đất dễ thu thu đổi thêm là 200 ngàn mét vuông. Đất người ta đất nở cái giấy tờ ngồi xác nhận là đất công nghiệp tận 200 ngàn là không đủ để kiểm tra chung cư. Đẹp gái liền. Đẹp gái đó. Đẹp gái không? Hôm nay để đến đây để gặp em quyết tâm để hỏi cho em quyết tâm khóc cho bà con Thủ Thiêm lần nào, ngày nào mà ông Trần Lưu Quang ông mới nói câu đó đó, ông bảo bà quyết tâm mà khóc. Ông Quang ông mới bảo bà quyết tâm bái khóc về đô thị mới Thủ Thiêm, gặp lần nào bái cũng khóc. Bà quyết tâm khóc cho bà con Thủ Thiêm hay là khóc cho cái nhóm lợi ích bị phanh phui ra mà ông Lưu Trần Lưu Quang ông mới nói câu đó đó. Muốn gặp quyết tâm đây để hỏi cho là bà ấy trả lời ngay cho bà ấy có khóc vì dân quận 2 không, có khóc vì Thủ Thiêm không. Làm đó. Tiếp xúc đại biểu quốc hội mà lại không cho dân vô. Coi như là tiếp xúc đại biểu, tiếp xúc với đại biểu thôi, còn dân là coi đứng ngoài hết. Cử tri rất yêu đại biểu. Cử tri thì quý đại biểu. Chỉ cho được đưa cái ý kiến này ghi vào đó xong rồi là vứt vào trong soạt rác luôn. Đó, đấy là mưu đồ. Công an đang đứng đèn hết. Công an đứng đèn hết, không cho một người dân được vào hết. Bên trong này toàn chỉ là cán bộ với cán bộ tiếp xúc với nhau thôi. Còn cử tri để vào để truyền tải thông tin cho đại biểu quốc hội thì không được vào. Thủ tướng thì chỉ đạo rõ ràng rồi, xóa bỏ giãn cách luôn. Xe tất tần tật không còn giãn cách gì hết. Tự nhiên bây giờ không cho dân vô, vẫn căn cứ vào Covid xong mà không cho mọi người vô. Thì thử kiểm tra xem cái mục đích của quận 2 làm như vậy có được không. Xem cái ban tổ chức cái buổi mà tiếp xúc đại biểu quốc hội của quận 2 hôm nay được ra sao đây. Mà tại sao nó không cho vô. Lấy đòi quyền lợi bạn, đi đòi ba căn nhà mấy của mình, nó cướp của mình, nó cướp của mình. Đang đi đòi quyền lợi nhá. Lấy nhà lấy cửa người ta giấy tờ hợp pháp
Đây là Hải này nhưng mà không phải là Lê Thanh Hải. Hải này là Hải đầu điện thôi, không được vào đâu em. Chú là Lê Thanh Hải thì được vào, chứ chú là Hải là chú không được vào. Coi như là đang đứng ở đây để chờ bà Quyết Tâm tới đây để xem bà Quyết Tâm giải quyết thế nào. Đang ở nhà nó đứng như còn hai bạn đây, bạn nào ơi? Cái gì? Vô đi. Đó. Công an đủ các loại thành phần, công an chìm, công an nổi này đó, mới tất cả đó là đều công an hết đấy, an ninh hết đấy. Đứng đèn hết. Lực lượng công an ninh đông lắm, báo chí hôm nay không có một người nào hết. Kinh khủng thật. Từ khi ông Phan Nguyễn Như Khuê ông ấy lên làm đại biểu Quốc hội, ông ấy về làm bây giờ ông là trưởng ban tuyên giáo của thành ủy, cái một thôi là báo chí bây giờ hôm nay không có một mống nào đến đây luôn. Không một phóng viên nhà báo nào hôm nay đến đây hết. Cấm hết rồi. Rồi, cái này là cái này tí phải hỏi ông Phan Nguyễn Như Khuê. Không có một phóng viên nào ở đây hết. Bây giờ điện thoại cho ông Khuê bà Tâm đóng chặn cái máy đâu. Tí đến đây giờ này. Đó. Và đó là tột cùng của khốn nạn. Tột cùng của khốn nạn. Tốt cùng một khốn lại. Đi rồi. Bắt đầu mà xe đến giờ đó. Xe đến giờ đó. Bao năm nay em chưa đứng. Bà làm gì có cái đó? Tiếp xúc đại biểu từ đại biểu Quốc hội là cử tri tiếp xúc. Chứ thằng nào mà là đi tiếp xúc với luật sư? Luật sư nào đến đây? Nó cướp mất quyền công dân rồi. Tất cả dân quận 2 đều mất quyền công dân rồi. Tất cả đều vi phạm pháp luật. Dân quận 2 là dân vi phạm pháp luật. Không mất hết quyền công dân rồi. Đúng không? À vậy hả? Cậu cả ông ấy đi, kể cả ông ấy, An Linh càng coi ở đây, An Linh ai chả biết rồi. Quay mặt ổng á. Nói là quay đi. Hay ông nghe nãy giờ đó, nói gì đó. An Linh. Thank you.
trước luật đất đai 2003 thì nó áp dụng cái này rồi đúng. Sau khi luật này thật sự có hiệu lực thì nó phải sửa này, mà chị biết cái móc của nó là 1 để 2 nữa không có hiệu lực thì nó không có sạc, nó thay vì nó bỏ có gì 1 chiếc 7 tấm tường thanh kính nó không xài mà lấy sạc 1-3 năm cho đi nó hết rồi cái nó sửa đổi 1-2-3 không ra đây là nhân viên an ninh mình đang quay mình đây chị. Nó cũng quay nữa quay chứ quay quay nó quay hết đấy. Tiếp xúc đại biểu quốc hội của cử tri quận 2 mà bây giờ ấy là dân cử tri ở quận 2 là mất hết quyền công dân rồi, tất cả những người đây đều phạm pháp hết đấy, không ai được vào, không ai được vào hết, tất cả cử tri ở quận 2 là đều vi phạm pháp luật hết, mất hết quyền công dân rồi, không ai được vào trong để tiếp xúc đại biểu quốc hội hết. Đại biểu quốc hội là ai? Đại biểu quốc hội đến đây tiếp xúc với ai? Hình như là không phải là tiếp xúc với cử tri mà đây đến đây để gọi là để tiếp xúc với nhau thôi. Đó, cho nên là cử tri quận 2 không ai được vào hết. Pháp luật Việt Nam mình công nhận càng ngày càng hay, đang thay đổi hệ thống pháp chế thì coi như là càng ngày càng tồi tệ. Càng ngày càng tồi tệ. Coi như là đợt này là dân quận 2 bị bịt mồm bịt miệng hết. Còn cái con mụ quyết tâm này nó cướp của người ta từ trước đến giờ, bao nhiêu năm trời nó ở đây, mấy nhiệm kỳ luôn nó không giải quyết được cho dân, xong rồi nó được thằng Trần Lưu Quang nói con quyết tâm là khóc cho dân quận 2, lần nào tiếp xúc cử tri cũng khóc. Trần Lưu Quang kêu bán quyết tâm khóc trên hội trường. Khóc lần nào tiếp xúc với bà con quận 2 Thủ Thiêm cũng phải rơi nước mắt, thì không biết là con quyết tâm nó khóc lúc nào. Nó khóc cho ai đây? Hả? Cái con quyết tâm này nó khóc cho ai? Lúc nào nó cũng kêu rằng là chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và quận 2 là thực thi đúng coi như là pháp luật, cưỡng chế phá dỡ thu hồi nhà đất của dân là đúng thủ tục, đúng trình tự. Đó. Nó khóc hồi nào? Khóc hồi nào? Cười ha ha. Nó khóc hồi nào? Xây một nhà hát chuẩn bị 1.500 tỷ đang dân riêng muốn đứng đường đi học cử tri thì không cho vào. Tiếp xúc cử tri được. Cho vào. An ninh công an đông không? Khủng khiếp không? Ôi giời ơi. Mấy thằng này an ninh ngày hôm nay nó lại kêu lãnh đạo quận kêu rồi có giấy mời. Đây rồi. Xe của bà Quyết Tâm đến rồi. Đi cửa sau hết rồi, đi cửa bên kia kìa. Đi hết bên kia rồi. Coi như là đại biểu quốc hội bây giờ cũng phải đi cửa sau luôn. Đại biểu quốc hội đang đi cửa sau rồi.
không vào được cửa chính luôn. Làm cái này đưa cho nó dục phật rác, cái nó đưa cái gì mà làm cho mất thời gian. Làm này đó. Đại biểu quốc hội là tiếp xúc với lại với nhau, tiếp xúc chung với nhóm lợi ích. Nó đi hết cửa sau rồi gì? Nó đi hết cổng sau rồi, làm gì nó có đi cổng này đâu. Đúng rồi. Này là ăn cướp có bảo kê mà, cho nên là ăn cướp có bảo kê mà. Bỏ khẩu trang nói cho rõ. Nó cố tình đâu cho, nó cho thư mời đâu vô. Nó làm gì có cho thư mời ai? Đây chủ tịch mặt trận đây, chủ tịch mặt trận tổ quốc phường Bình An đây. Không, nhưng mà phải họp này, hội đồng nhân dân là chính này. Đây là họp tiếp xúc đại biểu quốc hội với cử tri. Cử tri là dân. Cử tri cho lên rằng là dân quận 2 mất hết quyền công dân rồi, không còn là cử tri. Thành
họp hội đồng nhân dân là phải có dân, có này kia mà không có gì hết trơn trời. Đây là tiếp xúc đại biểu quốc hội, tiếp xúc mới này mới lại cái cấp chính quyền mà đang bảo kê cho nhóm lợi ích, chứ đại biểu quốc hội có tiếp xúc với cử tri đâu, có lắng nghe ý kiến của cử tri để truyền tải cái thông điệp của cử tri lên cái cơ quan hành pháp đâu, có làm cái cầu nối đâu. Cho nên là cử tri quận 2 mất quyền công dân rồi, làm gì còn là cử tri, mai mốt đéo ai đi bầu nữa. Mai mốt quận 2, cử tri quận 2, đặc biệt là cử tri Thủ Thiêm, không ai đi bầu cử nữa. Tại vì có quyền công dân đâu mà đi. Họp mà họp kín mà không có dân nữa, không có cử tri vào được giải tán mẹ đi họp làm gì? Tiếp xúc đại biểu quốc hội là tiếp xúc với cử tri mà không cho cử tri vào tiếp xúc làm đéo vậy. Đủ mẹ con quyết tâm mày khắc ra trong quận 2 hồi nào. Cái con quê Nguyễn thì quyết tâm mà con quyết mà không tâm mày khắc ra trong quận 2 lần nào. Mạnh nhất. Âm về. Tại sao các ông các bà học chính là học cái gì? Hả? Yêu cầu hội đồng nhân dân phải trực tiếp ra đây. Đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội, đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm. Đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Quyết Tâm. Phan Nguyễn Như Khuê. Phải mở cửa cho người dân vô. Thank you.
dân 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 dân. Không một cơ quan báo chí, không một phóng viên làm lại có mặt, phải nói là dã man thật. Nó dã man thật. Các chú phải vô, cho ai không cho được nhiều cũng phải cho được 15-20 người vào. Chứ còn bây giờ làm như này là không ổn rồi. Cái kiểu như này là không ổn rồi. Càng ngày càng đẩy cái bức xúc của người ta lên thôi. Càng đẩy bức xúc của dân lên thôi. Không giải quyết được tình thế. Cái gốc của vấn đề là ở cái chỗ này. Càng ngày càng bóp chẹt người dân, càng ngày càng khống chế người dân, áp đặt với người dân, thì Đội Thủ Mới Thủ Thiêm này muôn thỏa sẽ không thực hiện được. Lực lượng công an với an ninh đang chuẩn bị cưỡng chế mấy người dân này, chắc đi bắt đi cách ly quá. Yêu cầu coi như là những nhà báo nào có lương chi đến đây hỗ trợ người dân này. Người ta đang chuẩn bị, người ta đang chuẩn bị bắt những người dân này đi này. Lực lượng ấy rất nhiều, đông lắm. Công khai tiếp xúc đây, để lắng nghe ý kiến của người dân đây, chuyển tải ra nghị trường quốc hội giải quyết dứt điểm Thủ Thiêm. Cho mày đấy. Dân quận 2 quyết không chùn bước trước tà quyền. Điều 3 không cho
Hiện tại đang ở nhà văn hóa thiếu nhi quận 2 nha. Nhà văn hóa thiếu nhi quận 2, đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2, phường Bình Trưng Tây. Nhà văn hóa thiếu nhi quận 2. Coi như là tổ đại biểu quốc hội á, tiếp xúc với cử tri á, mà coi như là không cho cử tri vào. Để cướp nhà, cướp đất của người dân. Không hỏng được đâu, vỡ làm sao được cái sắt này. Đây là ông này là chủ tịch ủy ban nhân phường Bình An này. Đó. Mà coi như là thư mời đâu có cho người khác hết, dân không ai có một tờ là một tờ thư mời nào để vào này. Mà đi tiếp xúc đại biểu quốc hội và cử tri phải có thư mời này. Đây là ông Bình này. Chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc phường Bình An đây. Đây, mặt ông đây. Đấy. Ông ở đây. Ê chào, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm và ông Võ Văn Khuê phải ra đây trực tiếp với người dân. Người dân chúng tôi yêu cầu để gặp bà và ông Văn Khuê giải thích cho chúng tôi biết. Ngày hôm nay mấy ông mấy bà tiếp cử chi mà không tính là cái gì? Tại sao không cho dân biết? Tại sao? Theo dân biết. Đây là toàn bộ lực lượng an ninh đang bày kế hoạch. Đấy, thì cái nhà đó. Tại sao không cho người dân vào? Xuống người té, xuống ơi. Kéo là người ta té đây, cứ để cho người ta đứng đi. Kéo là người ta té. Đừng có đụng người ta. Sao? Đừng có đụng tới là được rồi. Tại sao? Chúng tôi đi ra Hà Nội nha. Dân phòng, an ninh, rất là đàng hoàng. Công an cũng vậy. Không có được đụng người dân. Tại sao? Lúc mà bầu cử kêu người ba. Hả? Bầu cử thì kêu người ta. Kéo té đó. Bóng vàng. Rồi bây giờ mới thấy một phóng viên nhà báo đó. Giờ mới thấy. Người ta chỉ bức xúc thôi chứ không có cái gì hết.
cái hội trường không ạ, đại biểu cử đại biểu quốc hội mà tiếp xúc với cái hội trường ở trong đó độc chúng nói với nhau thôi. Hoặc cái gì? Bỏ khẩu trang ra phát cho nó mạnh. Đừng đừng có mở khẩu trang ra đi. Bỏ khẩu trang ra đi. Nói chuyện mở khẩu trang ra. Anh Vũ Minh Phi phải mở cửa ra tiếp xúc người dân. Tại sao ngày hôm nay mấy ông mấy bà họp kín là họp cái gì? Giải thích cho người dân chúng tôi biết. Hả? Mấy ông chưa, mấy ông mấy bà chưa giải quyết cho luôn thì mới tụi tôi mà ngày hôm nay mấy ông ra đây mấy ông họp kín. Họp kín là họp cái gì? Phải giải thích cho người dân chúng tôi biết. Quay vào trong kìa. Quay vào trong á. Quay cái loa vào trong. Đừng có la vậy vào trong á, đó. Nhảy vô này, nhảy vô tao nhảy. Không phải, bừng cái loa để cho tao đồng nghe 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 kìa. Quay cái loa vào phía trong. Cái kia đó động. Dân đứng đèn đặc hết, không ai được vào hết. Cưỡng chế phá rỡ nhà người ta một loạt, thu hồi hàng mười mấy ngàn căn nhà trái pháp luật. Bây giờ coi như là đang bưng bít, đang bưng bít, coi như là chuẩn bị đánh úp, cho nên bây giờ đang bưng bít ở trong đó để không truyền tải được cái thông tin. Ông nói là giao toàn bộ cho thành phố hết rồi mà nó không làm. Anh buồn về cái gì? Anh làm sao anh buồn? Anh nói đi. Hồn chuyện đất đai nhà tôi. Rồi, anh cứ nói đi, anh nói hết cỡ đi. Nói mạnh đi. Anh nói anh có lên mạng truyền hình không? Đây, đang lên truyền hình cả thế giới đang coi, mấy trăm hàng ngàn người đang coi đây. Anh cứ nói đi. Anh bức xúc cái gì cứ nói đi, hàng nghìn người đang coi. Nhà tôi không có bán đất, nhà vô nó tự động nó có quyền hạn ở vô đập lấy nhà tôi. Rồi. Nó bán đưa cho công an mà tên chủ nhà tôi đứt. Đó nó lên nó lấy. Cái đã nó qua tên người khác rồi vô nó đập phá, nó đánh tôi biết bao nhiêu lần tôi thương công an, không công an nào giải quyết, đã chấm cái la đôi luôn, không ai ai giải quyết từ thành phố, công an, đài truyền hình, báo nhân dân, báo luật pháp, báo này kia đủ thứ, tôi thua đầy đủ mà không ai giải quyết, có một mình tôi thôi à, không giải quyết, mà nó làm cái chuyện ác như vậy đó, tôi vẫn sống ngoài vòng pháp luật, ở bên đó.
không có vô, nó muốn tôi biết bao nhiêu lần rồi, nó muốn xã hội đen của tôi đó, lấy cướp nhà tôi, nó đập nhà tôi. Đây mới là, đây là dân, đây cũng là một trong những hàng ngàn ngàn vạn vạn dân Oan Thủ Thiêm đây. Đây nước này, nước này, uống này, uống này, nước này uống, nói đi anh, bức xúc gì anh cứ nói đi, đang lên truyền hình cả thế giới coi đấy, nhiều lắm. Uống miếng nước cho đi rồi nói chuyện. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Rất rất lên tiếng là lớn vậy thôi. Tại vì em bay xa, tại vì dân, tại vì đất của cha nhà của người ta nó vô tập gan gì có lấy người làm sao ta chịu? Dân cũng là nặng, dân cũng chấp bất cả. Ủa cái nhà ta vậy nó đưa 200 triệu, cái nhà ta 192 mét nó đưa 200 triệu, nó đuổi ta đi, ta không đi, nó quýnh ta. Ta hỏi vậy đó, bà con hỏi sao? Tôi đó nhiều đó thôi. Nó lấy, nó đập tên, nó đuổi tôi đi, tôi không đi, nó quýnh tôi. Nó mướn công an vô quýnh tôi. Nó mướn công an bao che nó. Công an phường mình chân tay nữa nè. Công an phường ngang tay nè, nè. Vô quýnh tôi. À, tức là một người bị nó làm bị, nó cái là nó thân, tức là một người tàn tật, những người một người tàn tật mà coi như là một người tàn tật là một dân oan của Thủ Thiêm đây, tàn tật 197 mét, 200 triệu đuổi người ta đi. Ủa không đi cái mướn ơi, người xã hội đen vô quýnh tụi má, cho công an vô bắt tấn công tụi mấy lần quýnh tôi vậy đó, tôi thứ hoài không giải quyết. Nói cho bà con sự thật đó, có công an đây nè, đó công an phường tại đây, phường này luôn đây, công an đó, tôi nói rõ ràng không có nói giúp ai bất cứ chuyện nào. Anh cứ nói đi, anh cứ nói đi. Có thằng Thịnh, công an Thịnh. Trời ơi, em ơi, công an nóng tin cho tôi này là bị đánh bẻ tay đây nè. Tôi ra, tôi rút ra cũng chế đó. Quen người nhà tôi giải thương chết tại Thủ Thiêm. Dân chỗ này đều là dân Oan Thủ Thiêm hết. Tôi cũng là dân Oan Thủ Thiêm đây. Nó ăn hiếu tới đây. Một trong những dân Oan Thủ Thiêm. Người ta cũng có vợ, hoặc người ta cũng có đất đai, người ta cũng lao buồn. Người ta cũng buồn lắm, người ta làm thinh như vậy thôi. Người ta để cho dân chúng rồi nói lên tiếng dùng người ta, chứ tại vì chức vụ người ta đang làm nhiệm vụ, người ta không nói được. Gần 1.000 người đang theo dõi cái livestream này. Cho nên là ai bức xúc thì cứ ra đây nói này. Gần 1.000 người. Bây giờ có phải không? Có phải là giặc Covid đó? Nó làm cả thành phố chết đây. Còn nguyên một cái lũ tham nhũng, về lũ tham nhũng cướp nhà cướp đất của dân quận 2 nè. Ăn chịu hết rồi. Ăn chịu hết rồi. Bức xúc bạn ơi, bức xúc mấy chục năm rồi, dân người ta nói đi chứ. Có nhà ta ở. Hơn 20 năm rồi, hơn 20 năm rồi, dân người ta. Ôi ơi. Đây là cựu bí thư chi bộ khu phố 1 phường Bình An quận 2 đây. Còn ông này là phó bí thư, ông này là bí thư chi bộ khu phố 1 phường Bình An đây. Hai ông đang ngồi đây đều trở là toàn là những lão thành cách mạng đây. Toàn là những lão thành cách mạng hy sinh cả xương máu để giải phóng thống nhất đất nước đây. Và bây giờ cũng là một đại dân oan luôn. Coi như là những lá cờ đầu trong trong cái đội tuyển Thủ Thiêm để mà gọi về chính quyền, gọi là dùng tà quyền để cướp nhà cướp đất đây. Đó. Đó, đây là một trong những lãnh đạo đấy, gọi là bí thư chi bộ khu phố của phường Bình An, tức là của cái chế độ này đây, mà cũng còn bị xâm hại đây. Đó. Bức xúc tột cùng. Bức xúc tột cùng. Nhiều lắm. Hàng ngàn ngàn vạn vạn dân oan ngồi đây. Đây. Đây là cô bé nhiều năm tuổi Lê Thị Mỹ đây. Năm nay gần 80 tuổi rồi đây. Mà coi như là 23 năm đi thiếu lại đội với Thủ Thiêm rồi đây. Trần Thị Mỹ đây này. Đó. Gọi là em bé lâu năm đây. Đấy, một trong những dân oan mà suốt ngày nên là nếu như ngày ấy đấy, nếu như ngày ấy đấy, nếu ngày ấy, nếu ngày ấy là 20 mấy cái nếu ngày ấy đây. Đấy.
dân quận 2 quyết tâm đấu tranh đến cùng. Cứ nói đi, cứ nói đi. Tôi chẳng sợ gì hết. Sợ gì? Chả sợ thằng nào hết. Tôi chẳng sợ gì hết. Buồn lắm. Không. Thôi, tôi chịu thôi chứ. Ở đây anh bị động kinh. Nhưng mà người ta bức xúc là bức xúc về chuyện chính quyền cướp đất người ta, chứ không phải bức xúc vào tôi. Cướp đất của người ta bức xúc mà không giải quyết cho người ta. Ngày hôm nay người ta có cơ hội để tôi nói cho nghe. Ngày hôm nay người ta rất có cơ hội để được vào, để được gặp đại biểu quốc hội là đại diện cái tiếng nói của người ta. Nhưng mà không cho người ta vào, không cho người ta vào. Cái đại diện, cái tiếng nói của người ta không tới đâu hết thì đại biểu quốc hội là gì? Là cái cơ quan để bức xúc, anh đã đại biểu rồi, anh hiểu không? Nói với ai? Anh bức xúc nãy giờ anh đã la lên rồi. Nói với ai? Nhưng mà bây giờ có nghĩa là có giá trị gì không? Anh đã nói với mấy người ngoài này có giá trị không? Lớn tới một hồi nữa là anh sẽ bị xỉu. Thật sự tôi nói là như vậy. Bây giờ mới là đang giải tỏa cho ông để ông bớt bức xúc đó. Mấy người này mới là đang giải tỏa để cho ông bớt bức xúc đó. Vì cái bức xúc của ông mới không được nói ra. Hôm nay ông được nói ra là những người này đang có công để cho ông giải tỏa bức xúc đó. Đúng rồi. Mà cái bức xúc này á, đáng nhẽ ra ông ấy phải được vào để trình bày với mấy người trong kia kìa, là Nguyễn Đức Quyết Tâm này, Phan Nguyễn Như Khuê này, để những người đó mới chuyển tải cái thông tin của ông ấy lên đến quốc hội đó, mới có cơ quan để giải quyết cho ông đó, mà ông không được vào. Ông đừng có công an mà nói không chính xác. Người ta giúp ông ấy để giải tỏa bức xúc đó. Bức xúc rồi mới tới đây, còn không bức xúc rồi không tới đây đâu. Ai nó đánh cái con đó. Đứa bé con gái chứ. Không quá đó, thằng công an Thịnh đó. Quá tức to lắm. Bức tôi bức ức luôn á. Như vậy là nó làm tới bây giờ cái tốn kia mất tích rồi, không thấy mặt nó vô thưa hoàng, không thấy. Ở đây, rồi thưa ở đây, ở đây nó thôi chuyện cũ bỏ qua đây. Đây Thành nói, còn ở đây của họ có nói rồi. Thôi chuyện cũ bỏ qua đừng có nhắc lại. Bốn công an không biết. Đánh đánh công an mà đánh đánh gãy chân luôn này, đánh người ta đánh gãy chân người ta luôn, cướp đất cướp nhà người ta còn đánh gãy chân người ta luôn. Đó. Tân cẳng, đầu tôi có viên đạn nè. Đầu. Úi trời ơi. Ông mới bị như vậy, ông mới bị đây nè. Còn gia đình tôi chết hết, còn một mình tôi. Rồi công an còn nói tôi giả bệnh, công an cũng tới vô nói là tôi giả bệnh, giả bệnh, giả bệnh. Nó có lên quốc tế, anh sẽ được giải quyết nhé. Nó có một cái gì đó mà. Công an cũng tới nói tôi giả bệnh không à. Mình nhân dễ quá, anh làm công việc. Anh nói làm công việc của anh. Không à, nhưng thế này. Thôi dịp đi. Tao bức xúc cái chuyện tiền hàng tỷ của người ta, cái căn nhà. Nay anh đuổi chưa chắc là được giữ được chứ ông này. Không ạ. Ông này là mạng ông rất lớn này. Và đây là cái bằng chứng, đây cái đầu. Đây là cái bằng chứng gọi là xác đáng và trung thực nhất để phản ánh cái chế độ mà nó thu hồi đất của cái đô thị mới Thủ Thiêm, nó lợi dụng chức vụ quyền hạn nó cướp đất người ta mà nó trắng trợn như này đấy. Trắng trợn tại nhà nó đập phá nhà tôi cho đuổi tôi đi. Anh quay cái chân này đây. Đây. Đây nè. Đó. Đó. Rồi rồi. Gãy chân gãy tay hết. Không có thằng nào mà chịu nổi. Ghê gớm không? Tức là đương nhiên là ông này là một bằng chứng sống này. Ông ấy còn đang còn sống này. Ông ấy bị coi như là cái quy hoạch của đô thị mới Thủ Thiêm cướp đất cướp nhà đánh người ta như thế này đây mà xảy ra như thế này đây. Mà bây giờ người ta bị như thế này, người ta còn sống lại đây. Làm còn sống lại đây phải nói là quá tàn nhẫn. Quá độc ác. Rồi rồi. Rồi rồi, phải nói là cái này là còn không còn bằng cỏ rác nữa. Người ta coi bằng cỏ rác đã ghê ở đây, còn không bằng cỏ rác nữa. Đó, ông coi một cái mạng người, coi một cái nhân mạng con người không bằng cỏ rác. Không bằng một con thú luôn. Tôi làm thân, tôi làm thân. Ăn cốp nhà người ta, ập nhà, phá nhà người ta đền 200 triệu. Cho đuổi người ta đi, tôi không đi, nó đánh tôi. Đây, quánh gây tan tật luôn này, ghê gớm mà. Vô đánh nha. Rồi gia bộ nó né, không biết ai, không căn cứ. Đó, nó chơi, nó chơi như vậy đó.
quá sợ luôn. Đừng tốn. Nó dùng từ thằng qua công an qua quận tới công an phường luôn. Tôi nói thằng công an quận từ thằng dân quân luôn. Dân quân trên đầu người dân thương ở đây, trách nhiệm làm gì, pháp luật làm gì. Dạ man, đánh ông tan tóc luôn. Nội bộ giải quyết. Bộ nội vụ đưa khu hồ đất trên mình đấy. Xong bắt đầu 190 mấy mét vuông. Không giải quyết. Nó khủng khiếp luôn. Trời ơi, giá màn thật đấy. Phải nói là không thể tưởng tượng nổi luôn. Giá màn tàn bạo đến mức độ vậy nữa. Tôi cũng là dân oan nhưng không bị như vậy. Còn đây dân oan này phải nói là quá oan. Đứng nè. Tôi vẫn biết. Đó, tôi nói là công an không làm gì. Đúng rồi thôi. Sợ ai. Ông mới đang bức xúc, ông mới nói anh nghe cái gì? Ông dân phòng, ông dân phòng anh em ạ. À, xóm thôi. Ôi giời ơi. Vậy mà mình nói là em tôi. Đừng bỏ ta. Đánh. Đánh sai. Ông là hình như là ăn ở đồng anh gãy chân hết rồi. Vô đây mà. Ổ nó vô nó tè. Bắn luôn. Đạn xiên. Xiên lời 4-5 thằng công an. Bẻ tay tôi dẫn đến cầm tôi. Ổ má nó lục xót. Cái tưởng tôi đồ chơi trong đây đủ thứ. Tôi chống cự. Ai nhà lục không có. Xong rồi tôi ra thương á. Má trốn thì mất tiền luôn. Vậy mấy năm nay sao anh không chịu. Tôi thua rồi mà không giải quyết đó chứ. Ổ thua tới công an thành phố. Cảnh sát điều tra. Nhưng mà ra đại biểu hỏi nè, anh không chịu trả lời. Ra nó đéo cho xô nè, cho nên nó ngăn cản, đưa lấy cả được công an ở đây đó. Đồng đồng đi, đồng đồng đi. Mấy lần trước kìa. Mấy lần trước, cái đồng đó chỉ mới lần này thôi. Mới lần này đây thôi nè. Tôi tại không biết, nếu tôi biết tôi tập muốn ra. Được rồi, được công an nó cứ theo ngày giết nó theo, nó không cho xô này, nó không cho nói này. Nó không cho nói luôn. Thôi đây. Viên đạn bắn từ gian đầu nè. Viên đạn còn nằm trên đây mà đi biết. Giờ mình nằm mổ hoài không được. Đấy là do bị bắn, đó là cái bị anh chấm con nè. Gớm không? Cái nè, mấy năm về sau nè, lợi chùa Thái Nguyên hỏi thương coi, hai tôi bị dây điện cao thế. Lúc đó nó bắn dây điện, bắn đùng một cái, đứt dây điện cao thế, được nghe tôi băng tay ra thúc mấy thước. Trời ơi. Dây điện nhảy nhảy như vậy mà không, tôi không chết, ông bạn tôi cũng ra mồm, tôi mà ông chết, tại chỗ. Ông bạn thì chết mà ông cũng không chết. Nguyên, mà ông lớn không? Tức là trên chùa Thái Nguyên, trên Thủ Thiêm đó, hỏi, đúng trung tâm là của Thủ Thiêm. Đó. Dã man, nó cướp đất còn hành hạ đánh bắt đầu bắn vào khắc cái dây điện có thế đứt xuống quất vào ông này băng qua bao nhiêu mét vào ông bạn mà cứu này thì ông bạn chết ngay. Tức là đây là ông này ông mạng ông lớn, hôm nay ông mới tố cáo được ra đây, ông đứng được ra đây này. Cái lúc này đem cứu chế đất tiền đó, hết tiền cũng trồng đi đâu, cưỡng chế nhà đất của ông ấy, cưỡng chế nhà đất lẽ cưỡng chế không cho đi đâu, không đi. Ông đó ông đứng ở đây ông ngăn cản, ông không cho ông này nói ra. Ông này mới ông công an đó rồi, ông công an đâu rồi? Ông công an á ngăn cản không dám cho nói ra, không cho ông này nói ra. Chứ anh em mới gì? Từ công an, cơ quan cảnh sát điều tra. Tôi là dậu luôn phải không? Thừa hết ráo, không tôi nào.
đơn của ông đã Quỳnh Kim Sơn đã chuyển về công an quận 2. Ông có nói gì cả. Ông có đạt, mẹ là... ông có đạt thì ông mới đưa đơn được. Trời ơi, bà con không tin cái chuyện là công an quận 2 mà nó công an quận 2. Tâm hình công an quận 2. Để cho bà con xe tôi giữ đây, cho bà coi giấy tờ đàng hoàng. Chỉ quân quân đội gì, quân đội gì. Trời ơi. Nó đổi thừa tôi là giả bộ và động kinh giả bộ nhận tặng la ông sùm cái đó trật tự. Đụng tới là muốn công an tới, ủa nó bắt tôi, nó chờ tôi. Bắt tôi hết lần nó đem tôi lên. Mọi người chia sẻ mạnh lên nha, rồi ơi. Phải nói là cái oan ức của đội tôi mới thủ thiêm nó chồng chất luôn. Nó chồng chất, chồng chất luôn. Trời ơi, đánh què hai chân ra. Gãy xương què hai chân bắn ra vào đầu ấy kìa. Mà dã man. Rất kìm, nó không ra, không ra ngoài đó, nó sợ khai này. Rồi, bơn đơn thừa quá trời luôn. Bây giờ anh kêu luật sư á. Luật sư người ta sẽ hỗ trợ, có cái chỗ mà là làm miễn phí luôn. Rồi. Ừ, chắc là nó vô nó thấy ông này đứng ở đây đang nói rồi nó cho. Đúng rồi. Đúng rồi, nó dụ ông về, nó dụ anh về, bảo đảm luôn. Rồi, bây giờ anh ở đây anh nói xong là chính quyền nó đang dụ. Làm gì thì làm ngoài chính quyền, không về nhà. Anh về là bây giờ anh thua đó. Anh về là anh thua nó luôn đó. Nó thấy ở ngoài này hôm nay anh mới nói được ra. Rồi. Nó lát tôi lại. Rồi. Nó về, anh về nó không cho anh ra đâu. Rồi bây giờ là chính quyền nó về trong nhà cho ông, nó dụ ông ấy về. Nhân chứng sống đã được bị dụ về rồi. Dụ về nhà rồi, nó bị coi cho nó dụ đi rồi. Đây. Mình là đại diện đây, đang là dân ngoan Thủ Thiêm đây, đang đứng ở đây, quan cảnh đây. Đó. Nó không cho vô là nó không cho vô. Dã man. Tiếp xúc cử tri mà lại không cho cử tri vô. Tiếp xúc cử tri mà không cho cử tri vô. Không hiểu nó tiếp xúc để làm gì, nó tiếp xúc với ai. Nó nghe ý kiến của nó nghe ý kiến ai. Nó nghe ai ý kiến đây? Dã man. Rồi. Ông về nhà cái thằng công an á, cái
Không, thằng đó là quá. Cái thằng công an nhỏ lúc trước nó đứng ở đó, cái bà này cứ hai cái người ta. À, thằng công an nữa sao vậy? Thằng đó nó đi về rồi, nó thằng này về đó. Nó gọi cho thằng này về. Còn cái thằng dân phòng nó tôi nói là mày cái thằng ấy. Thằng đó nó nhận là anh đó. Cái đẹp thằng đó là cái gì? Ông này tội quá tội luôn đó. Trong cái dịp này nè, cách ly. Hỏi nó cái căn thủng gì mà ở đâu cơ đã? Hỏi nó chỉ cái căn thủng nó không cho vào. Nó đâu chạy vô. Sáng nay nó đường công ở với mọi bắt phiếu gạo vậy. Bình thường mình ăn có 2-3 cái thứ mời, hỏi anh làm. Có ai đâu, có ai đâu mà có. Lên đây ga đội trưởng an ninh nó kêu anh ra, nó bảo anh đi kiếm mấy người phường anh lấy cái mà. Kiếm ai giờ? Mà nó có cho vào đâu, nó nhìn mặt dân Hoan Thủ Thiêm là nó gạt ra rồi. Tại sao ở mấy quận khác là tiếp xúc cử tri dân được vào? Rồi. Đâu có Covid con mẹ gì đâu, giảm rồi, cũng cứ giảm rồi. Từ mùng 8 đến giờ là bỏ cắt hết giãn đi rồi. Đúng rồi, nó đang có vấn đề. Cái bây giờ giám sát của nó, cũng có thể là không nói đó. Xin cảm ơn mọi người đã chia sẻ và xem cái livestream này của mình nhé. Xin thành thật mọi người chia sẻ thật mạnh và để ủng hộ cho bà con dân Oan Thủ Thiêm lấy được cái quyền lợi để ổn định cuộc sống, chứ mọi người khổ lắm, quá trời người khổ luôn, nhiều lắm, 500 mấy chục người coi, chia sẻ khắp thế giới luôn, nhiều lắm. Điểm rồi, trước giờ bao năm trời rồi. Lúc lấy coi lên tới 500 là lúc cao điểm nhất, lên tới 560 mấy rồi. 560 mấy rồi. Anh cho tôi nói một chút đi. Đây chị nói đi. Chị cứ bỏ hẳn cái khẩu trang ra. Đúng rồi. Đảng chỉ là một cái công cụ để cho ông Trọng ngồi đó ông vẽ thôi. Bây giờ ngồi để mà nói ra thì đúng. Bây giờ thực sự ra mà nói là dân khắp nơi trên cái đất nước này rất nhiều, nhiều nhiều lắm 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 luôn. Bị cướp cái tài sản. Năm suốt để cho tuổi trẻ nó lên, nó làm việc. Ông chỉ là học y tờ thôi mà ông lên tận tầng đầu đất nước. Giỏi ngon đi ra ngoài đó, coi như là người dân mất hết lòng tin vào chế độ, càng nói càng sai, càng nói càng đi xa, nói nhưng không làm được, nói mà không làm, nói một đằng làm một lẻo, nói một đằng làm một lẻo, cho nên là đây. Rồi ơi, đó chị còn gì bức xúc đó chị nói luôn đi. Mà nói ra thì nói nha, chẳng hạn như cái vụ ở Thái Bình ấy, cũng có thằng lưu manh như bắt được cây, thế mà đây cả mấy cái này hàng mấy chục năm rồi không bắt thì làm sao? Mà có thể tôi nói rằng công an, kiện tới này công an nó cũng cầm đầu tôi đó. Ai cộng ai, không dám ai cộng đâu. Chẳng muốn cho mình làm gì mà cộng. Con giết tôi đó, tại vì dám chửi ổng. Rồi. Nói ổng lên, rồi cái ghế này đi chân cẳng thì gạch lìa đi không được. Cái đầu thì lúc la lúc bắt.
lên cho dân chúng bây giờ cách xử lý thì rất là vô cùng. Chị tên là gì ạ? Chị Tâm Thuận, quá bức xúc, quá mất niềm tin. Quá bức xúc, quá mất niềm tin. Rồi thôi, xin cảm ơn mọi người đã coi cái buổi livestream này nhá. Và chia sẻ cho bà con dân Oan Đô Đồng Mới Thủ Thiêm. Xin chân thành cảm ơn nhá. Đây này. Cắt bớt. Livestream mà sao lại không livestream?